Chào mừng các bạn đến với kênh Nông Lâm.net, kênh video chuyên về tin tức nông nghiệp, các mô hình và kỹ thuật nông lâm nghiệp. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào chuông để ủng hộ Nông Lâm.net nhé. Một bạn có câu hỏi như sau: em mới tìm hiểu mô hình nuôi ruồi lính đen. Anh chị có ai biết địa chỉ và số điện thoại của chú Phạm Văn Bé ở Đức Hòa không? Cho em xin với. Em cảm ơn mọi người. Nông Lâm.net xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Chú Phạm Văn Bé có địa chỉ ở Đức Ngái 1, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chú bé đã nuôi ruồi lính đen từ năm 2015, cho đến nay đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăn nuôi ruồi lính đen. Thu nhập từ nuôi ruồi lính đen đã cho chú bé thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Số điện thoại của chú Phạm Văn Bé được đặt ở trong phần mô tả dưới video này. Hy vọng với những thông tin Nông Lâm.net cung cấp, bạn sẽ tìm hiểu được nhiều điều về mô hình nuôi ruồi lính đen. Nông Lâm.net chuyên quảng bá miễn phí các sản phẩm nông nghiệp. Để được quảng bá miễn phí, các bạn hãy bấm đăng ký kênh và gửi thông tin sản phẩm về trang Facebook Nông Lâm.net hoặc email hỏi đáp nông nghiệp a@gmail.com. Các bạn có câu hỏi hay góp ý, hãy comment ngay dưới video này. Nông Lâm.net sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn.